Trên đây là bài viết của tác giả Mẫu Xanh Tô Văn Cập, từ cầu khởi đến bời lời. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe. Sau hơn 9 tháng hành quân liên tục trong trận Mậu Thân 1968 tại thủ đô Sài Gòn và vùng phụ cận, khi tình hình những nơi đây trở lại sinh hoạt bình thường thì chiến đoàn B thủy quân lục chiến do Trung tá Tôn Thất Soạn chỉ huy cùng với tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến tục danh Châu Điên được biệt phái cho quân đoàn 3 đặt dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn Nhạy Dù, để hành quân lùng và diệt địch trong vùng rừng núi chiến khu D thuộc tỉnh Tây Ninh. Theo tin tức tình báo, trong vùng hành quân có tiểu đoàn 14D chủ lực Tây Ninh và trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt hoạt động trong khu vực cầu khởi và bời lời. Thành phần tham dự cuộc hành quân này của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến gồm Trung tá Ngô Văn Định, tiểu đoàn trưởng, ám danh Đàm Thoại là Đầu Sơn, tiểu đoàn phó là thiếu tá Nguyễn Kim Đệ, không tham dự vì đang đi học. Đại úy Đinh Xuân Lãm, Lâm Đồng, trưởng ban 3, các đại đội trưởng, đại úy Tô Văn Cấp, Cần Thơ, đại đội trưởng đại đội 1, đại úy Trần Kim Đệ, Đệ Đức, đại đội trưởng đại đội 2, đại úy Trần Văn Thương, Thanh Hóa, đại đội trưởng đại đội 3, đại úy Vũ Đoàn Duân, đại đội trưởng đại đội 4. Trận cầu khởi. Ngày 12 tháng 9, 1968, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến được lệnh rời Sài Gòn đến quận Khiêm Hanh, Tây Ninh và đóng quân quanh quận dọc theo tỉnh lộ ấp Nhà Việt để chuẩn bị hành quân vào mục tiêu cầu khởi. Theo tin tình báo, thì vùng cầu khởi có tiểu đoàn 14D chủ lực Tây Ninh, nên cuộc hành quân vào vùng cầu khởi chỉ là cuộc hành quân nhảy trực thăng diều hâu để lùng tìm địch. Nên Trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 giao nhiệm vụ cho đại đội 1 của tôi, còn toàn bộ tiểu đoàn 2 trừ ứng chiến tại chỗ để tiếp viện cho đại đội 1 ngay sau khi phát giác địch quân. Vì nhiệm vụ đại đội 1 là nhảy trực thăng vào mục tiêu lùng tìm địch. Nếu tình hình vô sự thì trực thăng bốc về trong ngày, nếu chạm địch thì cố thủ cầm cự, dùng tối đa hỏa lực phi pháo yểm trợ, chờ tiểu đoàn tiếp ứng. Vì thế, Trung tá tiểu đoàn trưởng ra lệnh đại đội 1 tổ chức lực lượng hành quân thành 3 trung đội. Mỗi trung đội chỉ 30 người khỏe mạnh, trang bị vũ khí gọn nhẹ, cho phù hợp mỗi trực thăng chở 10 người. Có cố vấn Mỹ Charles James Moore đi theo đại đội 1. Theo tài liệu cố vấn cung cấp cho Đầu Sơn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, thì cố vấn Charles James Moore thuộc Airborne Ranger mới từ Mỹ qua đã tình nguyện xin đi với đại đội 1 và được cố vấn trưởng tiểu đoàn 2 là đại úy John Sehan đồng ý. Thông thường khi đi hành quân, mỗi tiểu đoàn thủy quân lục chiến có hai sĩ quan cố vấn Mỹ. Cố vấn trưởng đi với tiểu đoàn trưởng, cánh A. Cố vấn phó đi với tiểu đoàn phó, cánh B. Nhưng vì nhiệm vụ đặc biệt nên đại đội 1 mới có cố vấn Mỹ đi theo. Thành phần tham dự hành quân của đại đội 1 gồm trung đội 12 của thiếu úy Nguyễn Văn Quang, trung đội 14 của thiếu úy Huỳnh Vinh Quang, trung đội 16 của thiếu úy Nguyễn Văn Ngộ và đại đội phó là trung úy Lâm Tài Thạnh. Đại đội chia làm 9 toán, mỗi toán lên một trực thăng. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 68, trực thăng bốc toàn bộ 9 toán của đại đội 1 cùng đổ một lượt xuống bãi đáp ở hướng Tây Bắc, cách quận Khiêm Hanh hơn 10 cây số. Từ trên trực thăng nhìn xuống, Landing Zone là một trảng trống hình chữ nhật, rộng hơn sân đá banh, được bao quanh bởi một bên là rừng rậm, một bên là rừng cao su. Cuối trảng trống có cây cầu mà trên bản đồ ghi là cầu khởi.
đầu trảng trống. Trong khu rừng rậm, trên phong độ hành quân ghi đó là mục tiêu 1, mà đại đội 1 có nhiệm vụ tiến chiếm và lục soát. Trực thăng đổ quân ở cuối landing zone gần vị trí cây cầu khởi. Khi chạm đất mới biết là vùng sình lầy, mặt nước bị phủ kín cỏ lát, nước ngập quá đầu gối, nên đại đội 1 di chuyển và điều động khó khăn. Tuy nhiên, đại đội 1 đã nhanh chóng chiếm được bìa rừng cao su, không chạm địch. Từ vị trí này, coi như tuyến xuất phát, đại đội 1 dàn đội hình chữ U ngược tiến về hướng mục tiêu 1. Trung đội 14 tiến về mục tiêu 1 theo hàng dọc phía tay trái, để lục soát khu rừng rậm rạp mọc giữa bìa rừng cao su và trảng trống của Landing Zone. Trung đội 12 dàn hàng ngang trong rừng cao su tiến về phía trước. Trung đội 16 đi hàng dọc trong rừng cao su để bảo vệ sườn phải. Khi trung đội 12 báo gặp một đường mòn, tôi cho lệnh trung đội 12 và trung đội 16 dừng quân để định lại điểm đứng và bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn, đồng thời chờ trung đội 14 còn ở phía sau. Vì phải lục soát bìa rừng rậm nên tiến quân chậm. Khi tổ đi đầu của trung đội 14 di chuyển trong rừng cây rậm rạp, vừa tới đường mòn, nơi trung đội 12 đang dừng lại bố trí dàn hàng ngang, thì tổ này phát giác ra địch đã phục sẵn, nằm im trong bìa rừng. Địch và ta quá gần, địch bị lộ buộc phải nổ súng. Trung đội 14 bám sát vào gốc cây cao su, tung lựu đạn và bắn trả. Sau khi trung đội 14 nổ súng chừng 10 phút, thì từ bìa rừng hướng trước mặt tuyến dàn hàng ngang của trung đội 12, rất đông Việt Cộng ngụy trang lá cây, nương theo các gốc cao su vừa bắn vừa tiến lên tấn công trực diện với trung đội 12. Phía trung đội 16 cũng có địch xuất hiện bên hông tay mặt. Như vậy là đại đội 1 đã bị Việt Cộng phục kích bao vây ba mặt. Nhưng nhờ trung đội 14 lục soát kỹ và phát giác địch kịp thời, buộc chúng phải nổ súng tấn công trước, trong khi đại đội 1 chưa lọt vào trận địa phục kích như dự định của chúng là bao vây diệt gọn. Khi thấy Việt Cộng xung phong, tất cả ba trung đội phòng thủ ngay tại chỗ theo đội hình di chuyển, bám sát các gốc cao su bắn trả chính xác. Trong rừng cao su bên nào di chuyển là thất thế. Vì thấy Việt Cộng bị thiệt hại nhiều, chưa thể tràn ngập vị trí quân ta được. Ngay từ lúc vừa chạm địch, tôi đã báo cáo ngay về bộ chỉ huy tiểu đoàn đang ứng chiến, và nhờ điểm đứng đã được xác định trước, nên chỉ trong giây lát là pháo binh Mỹ từ trong quận Khiêm Hanh, sau một trái khói thôi là bắn hiệu quả bằng đạn nổ chụp trải dài theo hồ đường mòn trước tuyến dàn quân của trung đội 12. Nên địch không thể tiến thêm được. Sau nhiều tràng đạn pháo binh ngăn chặn kịp thời Việt Cộng xung phong, thì cố vấn Mỹ Moore cho tôi biết là pháo binh sẽ ngưng để không quân vào vùng yểm trợ. Khi pháo binh vừa ngưng tác xạ và nghe có tiếng phi cơ, thì đột nhiên Việt Cộng lại nhổng dậy tấn công mạnh và tiến nhanh hơn. Việt Cộng ngụy trang lá cây chạy lấp xấp men theo các cây cao su tiến tới ba mặt. Bên phía thủy quân lục chiến, nhờ đại đội trưởng, đại đội phó, các trung đội trưởng đều nằm ngay trên tuyến và điều động nên quân ta giữ vững tay súng, núp sau các gốc cao su mà bắn trả chính xác. Nhưng địch vẫn tiến lên. Ý định của địch là cố bám sát quân ta để tránh hỏa lực của không quân. Phi cơ B-57 của Hoa Kỳ đã vào vùng. Vì quân ta và địch quá gần, nên cố vấn Mỹ James Moore đã yêu cầu quân ta lùi lại phía sau để có khoảng cách an toàn khi thả bom. Trước tình thế không thể lùi, lùi là gây tâm lý hoảng hốt cho đồng đội, lùi là chết ngay. Nên tôi đã yêu cầu cố vấn Mỹ cứ cho thả bom ngay. Cố vấn Moore cũng biết tình thế như vậy, không thể làm gì khác hơn được, nên Moore yêu cầu B-57 cứ làm việc. Những tiếng nổ kinh hồn, đất đá, lá cây, tro bụi phủ đầy lên cả tuyến của hai trung đội 12 và 14. Có hố bom cách tuyến ta chừng 60 mét. Tôi đo bằng cách đếm bước sau trận chiến.
Sau khi B-57 rời vùng thì Việt Cộng lại xuất hiện tiến lên. May mắn cho đại đội 1 là trực thăng võ trang Cobra vào vùng đúng lúc. Theo sự hướng dẫn của cố vấn Moore, từng loạt rocket Đại Liên cứ dọc theo đường mòn bìa rừng trút xuống. Chắc chắn hỏa lực của pháo binh không quân và trực thăng võ trang Cobra đã chặn được nhiều đợt xung phong của Việt Cộng, nhưng chúng vẫn bám trụ để tìm cơ hội. Vào những lúc nguy ngập, thập tử nhất sinh như vậy mới thấy tinh thần chiến đấu rất là quan trọng. Nếu vắng bóng cấp chỉ huy trực tiếp hay một cá nhân nào đó vô kỷ luật mà bỏ chạy là gây nên tình trạng hoảng loạn ngay, tan hàng ngay. Vai trò cố vấn Mỹ cũng hết sức quan trọng. Thực tế chứng minh rằng có cố vấn đi theo hành quân thì họ yêu cầu hỏa lực pháo binh không quân của Mỹ sẽ yểm trợ rất nhanh chóng và dồi dào. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến trừ đang ứng chiến. Khi đại đội 1 chạm địch, đầu sân cho đại đội 2 của Đệ Đức đổ bộ trực thăng trước để tiếp ứng cho đại đội 1 của Cần Thơ ngay. Sau khi đại đội 2 vừa đổ quân xuống phía sau lưng địch xong, thì đại đội 2 cũng đụng địch mạnh, một số bị thương. Trung đội trưởng đi đầu là chuẩn Quý Hồng đã tử thương. Lúc này xem như địch đang ở giữa đại đội 1 và đại đội 2, nên chúng tôi chưa bắt tay nhau được. Nhưng chính nhờ đại đội 2 đến tiếp viện và tấn công địch từ phía sau, nên áp lực địch trước tuyến đại đội 1 giảm hẳn xuống. Tuy hai bên vẫn còn tác xạ, nhưng không còn thấy Việt Cộng tiến lên nữa. Sau khi đại đội 2 đổ bộ xong là trực thăng tiếp tục bóc bộ chỉ huy tiểu đoàn 2, đại đội 3 và đại đội 4 đổ xuống một bãi đáp khác. Khi tiểu đoàn 2 trừ tiến tới vị trí của đại đội 1, thì bị pháo kích, đạn cối rơi sát ngay bộ chỉ huy tiểu đoàn và bị địch cầm chân, đã có người bị thương. Như vậy, vào thời điểm buổi chiều ngày 14 tháng 9 năm 1968, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã ở ba vị trí khác nhau, ở ba mặt trận cùng tấn công vào tiểu đoàn 14 D chủ lực Tây Ninh ở giữa. Khởi đầu Việt Cộng đang ở thế công, muốn tràn ngập tiêu diệt đại đội 1, thì chúng bất ngờ bị Trâu Điên tấn công ba mặt, khiến chúng buộc phải lui về thế thủ. Không còn áp lực nguy hiểm nào lên đại đội 1 nữa, nhưng tiểu đoàn 2 cũng không dễ dàng gì tiêu diệt địch để bắt tay nhau. Nếu muốn tiết kiệm xương máu, điểm chính là tiếp cứu đại đội 1. Nay đại đội 1 đã đứng vững, đã cầm chân địch đúng như lệnh hành quân, nên nhiệm vụ của tiểu đoàn 2 còn lại là tấn công tiêu diệt địch. Trời trong rừng mau tối, lại thêm khói đạn mịt mù. Hai cánh kia đang chạm địch, chắc chắn đại đội 1 phải tự phòng thủ đêm. Nhưng đại đội 1 còn 10 bị thương và 3 xác phải tản thương. Thiếu quý Huỳnh Vinh Quang nhận lệnh tôi tìm bãi đáp. Nhưng trực thăng đang tản thương bên bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 2. Gần 11 giờ đêm, 10 người bị thương của đại đội 1 mới được tản thương, còn bao tử thương thì chưa. Tại thương xong đã quá đêm, không thể di chuyển nơi khác, đành đóng quân vòng tròn tại chỗ. Một khó khăn lớn cho tôi trong đêm đóng quân là không còn cố vấn nữa, vì Charles J. Moore đã bị bắn trọng thương trong lúc điều động trực thăng tải thương, nên ông ta đã được phi hành đoàn tải thương ngay mà không có cố vấn khác thay thế. Theo tài liệu của cố vấn cung cấp cho Đầu Sơn thì sau này, thì Charles J. Moore đã chết trong lúc tải thương. Khoảng 4 giờ sáng, nhiều tiếng động di chuyển, biết địch đang rút lui, tôi yêu cầu pháo binh dùng đạn nổ chụp lên chỗ có nhiều tiếng di chuyển. Quả nhiên, Việt Cộng chạy tán loạn, chạy tràn qua chỗ đại đội 1 đóng quân. Một tên Việt Cộng đã bị trung sĩ nhất Trần Xịa đâm chết. Sáng ra thấy xác Việt Cộng nằm cạnh ba xác của quân ta chưa được tải thương tối hôm trước. Sáng hôm sau, cả ba cánh quân của tiểu đoàn 2 bắt tay được với nhau. Cuộc hành quân lùng và tiêu diệt địch của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến hoàn thành nhiệm vụ, giảm thiểu thương vong gây cho địch,
tiểu đoàn 14D chủ lực Tây Ninh bị thiệt hại nặng nề. Kết luận, tin tức tình báo thật chính xác, đại đội 1 đã lùng tìm được tiểu đoàn 14D chủ lực Tây Ninh ngay tại mục tiêu 1. Nhờ di chuyển đúng đội hình, lục soát kỹ, đại đội 1 đã phát giác địch kịp thời nên thủy quân lục chiến không bị lọt vào trận địa phục kích sẵn của chúng. Quân ta giữ vững phòng tuyến, hỏa lực yểm trợ đúng lúc và hữu hiệu như đã hoạch định trong lệnh hành quân. Một điểm may mắn là trực thăng đã đổ đại đội 1 xuống gần vị trí cây cầu khởi có nước. Nếu trực thăng đổ quân xuống vị trí khô ráo, nơi gần mục tiêu 1 là nơi Việt Cộng đang phục sẵn, thì đại đội 1 sẽ là những tấm bia di động, sẽ bị thiệt hại nặng ngay khi chưa ra khỏi trực thăng, vì mục tiêu 1 là nơi Việt Cộng phòng thủ. Điểm đặc biệt nữa là tiểu đoàn 2 trừ tiếp viện cho đại đội 1 bằng hai cánh quân, dù cho có bị cầm chân theo kiểu công đồng đã viện, thì quân ta đã lấy lại thế công ở cả ba mặt, dòng địch vào giữa, dù vô tình hay cố ý, thì đây là trường hợp ít thấy trong các cuộc hành quân trước đó. Sau khi chấm dứt hành quân cầu khởi vào sáng ngày 15 tháng 9, 1968, thì ngày 17 tháng 9, 1968, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến lại trực thăng vận vào mật khu Bời Lời. Khoảng 9 giờ sáng, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã sẵn sàng đội hình trên cánh đồng để lên trực thăng theo thứ tự. Đại đội 4, đại đội 2, bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 3 và đại đội 1. Vì đại đội 1 mới vừa đụng nặng tại cầu khởi, nên lần này đầu sơn cho đại đội 1 của tôi đi sau cùng. Khi trực thăng đang trên đường bay đến để bốc đại đội 4 và đại đội 2, thì khu vực hai đại đội này bị pháo kích, nên trung tá tiểu đoàn trưởng đành phải quyết định thay đổi thứ tự. Ông cho bốc đại đội 1 ở cách xa vị trí bị pháo kích trước rồi tới đại đội 3. Vì không có tiểu đoàn phó, nên đầu sơn giao cho tôi chỉ huy toán quân cánh B này. Cố vấn Mỹ, đại quý Carl White đi theo tôi. Xin mở ngoặc nói về đại quý Carl White. Trước đó, White là trung úy cố vấn phó của tiểu đoàn 2. Trong trận Mậu Thân, đầu sơn đã cho ông ta đi với tôi trong trận hành quân ở Chợ Lớn. Khi đại đội tôi di chuyển dọc theo đường Hậu Giang, tiến về mũi tàu Phú Lâm, thì Carl White bị Niter bắn vào đầu. May mắn chỉ bị thương nhẹ, để lại cục u như hòn bi ở trán, vì viên đạn bắn trúng cuốn băng cứu thương gài trên nón sắt. Sau khi xuyên qua nón sắt rồi thì đạn đạo đã yếu lại, bị nón nhựa cản nữa nên đầu đạn chỉ nhú ra một tí. Nên trán của cố vấn Carl White chỉ bị sưng, bầm máu, một thoát hiểm vô cùng hy hữu. Nhờ vậy mà Carl White được thăng cấp đại úy và được cho về trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến. Nhưng đại úy White xin được tiếp tục đi theo tiểu đoàn 2 nên có dịp đi theo tôi. Đại đội 1 của tôi lại bị bốc đầu tiên. Bãi đáp là một khoảng trống rất rộng, xăm xắp nước, có những bụi cỏ mọc cao. Chung quanh là rừng rậm và tre gai. Đại đội 1 vừa nhảy khỏi trực thăng là nhanh chóng chiếm bìa rừng, làm an ninh bãi đáp cho đại đội 3 xuống. Khi đại đội 3 đang xuống thì Việt Cộng đã vận động chiến đến tấn công. Súng phòng không của Việt Cộng rất mạnh. Hai đại đội 1 và 3 chỉ kịp bám vào bìa rừng bố trí phòng thủ để chờ bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 2 cộng đại đội 4 đến. Nhưng, cố vấn Hoa Kỳ cho biết máy bay quan sát mới khám phá nhiều vị trí súng phòng không. Bên phía trực thăng đề nghị dùng phi pháo diệt các ổ phòng không rồi sẽ đổ quân tiếp. Nhưng đến chiều và tối, tiểu đoàn 2 trừ vẫn chưa có trực thăng đánh bốc để đổ quân xuống được. Trung tá tiểu đoàn trưởng chỉ thị cho tôi tấn công, bung rộng để tiểu đoàn 2 trừ xuống. Nhưng tôi báo cho ông biết hỏa lực địch rất mạnh, nhiều súng phòng không.
đại đội 1 và đại đội 3 mới chỉ bám được bìa rừng, xen kẽ tre gai dày đặc. Nếu tấn công bung rộng để có địa thế cho tiểu đoàn thì chắc chắn đại đội 1 và đại đội 3 sẽ bị thiệt hại nhiều, và tiểu đoàn xuống thì rất nguy hiểm vì súng phòng không quá mạnh. Điều quan trọng là vì an ninh bãi bốc, chưa có trực thăng đến đại bốc tiếp bộ chỉ huy tiểu đoàn và hai đại đội 2 và đại đội 4. Đó là lý do đến sáng hôm sau tiểu đoàn 2 trừ mới xuống hết được chỗ vị trí của tôi. Trở lại cuộc đổ quân của đại đội tôi, ngay khi đại đội 1 vừa bám được vào bìa rừng, thì cố vấn Cowait lại bị thương. Ông ta được cấp tốc tải thương, nên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và đại quý cố vấn trưởng là Sheehan cho trung quý cố vấn Joe Bagerstock xuống thay thế White. Đột Sơn bảo tôi thả khói vàng đánh dấu bài đáp để nhận cố vấn. Nhưng khói vàng vừa bốc lên chưa cao thì cách vị trí khói vàng của đại đội 1 thả khoảng 100 mét. Trước tuyến Việt Cộng lại cũng có một đám khói vàng khác bốc lên. Mặc dù có Cobra yểm trợ, nhưng súng phòng không khá mạnh, trực thăng chở Joe bị trúng đạn. Trung úy Joe Bagerstock đã bị thả lầm xuống vị trí khói vàng thứ hai, tức trước tuyến Việt Cộng. Trực thăng bị trúng đạn phải vội vàng bay lên. Đại quý Trần Văn Thương bên cánh đại đội 3 đã trông thấy trực thăng phục khói khi bốc lên. Theo tài liệu của cố vấn Mỹ cung cấp thì trực thăng này đã nổ và phi hành đoàn 3 người đều tử trận. Có lẽ đây là một trong những lý do tại sao tiểu đoàn 2 trừ không có trực thăng để đổ quân xuống cùng với đại đội 1 và 3 ngay trong ngày 17 tháng 9, mà phải đợi tới sáng ngày hôm sau 18 tháng 9 năm 1969. Trung tá tiểu đoàn trưởng bay CNC cũng đã phát giác ra có hai vị trí khói vàng, và khi biết cố vấn Mỹ Joe đã bị thả lạc vào tuyến Việt Cộng, nên ông rất lo lắng. Ông đã ra lệnh cho đại đội 1 tìm cách cứu cố vấn về. Nhưng ông không quên nhắn nhủ tôi phải hết sức thận trọng, kẻo như kình ngư cứu một mạng người mà hy sinh nhiều người khác. Hiểu ý Đầu Sơn nhắc đến kình ngư, tức tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, vì lệnh quân đoàn 3 buộc phải đi tìm phi công và trực thăng rơi hôm trước, mà tiểu đoàn 4 đã lâm đại họa trong trận Bình Giả. Nên tôi hết sức cẩn thận. Hơn nữa, tôi đang ở vào tình thế quá khó khăn. Địch đang cầm chân không tiến được mà lại phải đi tìm cố vấn Mỹ bị thả lầm vào tuyến Việt Cộng. Chưa biết ông ta ở vị trí nào, sống chết ra sao, thì quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đang quan sát bằng ống nhòm theo sự hướng dẫn của Đầu Sơn bay CNC, thì bất ngờ Hạ sĩ Nhất Nguyễn Văn Thà, người mang máy cho tôi, đã phát giác dấu hiệu cố vấn Mỹ ở trong đám cỏ cao, bìa trảng trống trước tuyến Việt Cộng. Biết được vị trí của cố vấn, tôi đã cho tập trung tất cả hỏa lực của đại đội gồm 9 khẩu M79, 3 khẩu đại liên M60 vào cho trung đội 14 của thiếu úy Huỳnh Vinh Quang. Tấn công tác xạ liên tục về phía Việt Cộng ở bìa rừng, đồng thời cho trung sĩ Trần Tráng dẫn 6 người đi theo yểm trợ cho hạ sĩ Nhất Bùi Ngọc Đường, binh Nhất Nguyễn Văn Hợi, là hai cận vệ của tôi, mặc áo giáp không mang vũ khí, men dưới hỏa lực đến chỗ cố vấn nằm và kéo được ông ta về. Nói nghe thì dễ, nhưng không đơn giản chút nào. Khi Bùi Ngọc Đường và Hợi vừa kéo vừa cõng được trung úy cố vấn Joe Bagerstock về, thì mới biết Joe bị thương nhiều chỗ, vai và nách bị thương nặng, rách toát, máu ướt đỏ một bên hông. Sau đó tôi cho tản thương trung úy Joe và nhận cố vấn khác từ bộ chỉ huy chiến đoàn của trung tá Tôn Thất Soạn gửi xuống, vì tiểu đoàn 2 hết cố vấn phó rồi, đó là thiếu tá H.T. War. Toán của trung sĩ Trắng có 4 người bị thương nhẹ. Như vậy, chỉ trong vòng buổi sáng mới đổ quân đã phải thay 3 cố vấn là một việc khó khăn. Tình hình địch rất nặng đối với đại đội 1 của tôi.
Cứu được cố vấn về, sau này hạ sĩ Nhất Bùi Ngọc Đường được thưởng Bronze Star và thiếu tá Lê Đình Bảo, trưởng phòng chính huấn sư đoàn thưởng cho một xe Honda. Tiểu đội Trần Tráng đi theo yểm trợ cũng được tưởng thưởng huy chương. Nhưng Bùi Ngọc Đường chưa kịp chở em đi dạo phố bằng chiếc Honda này thì anh đã hy sinh trong một trận đánh sau đó. Mới đây, tháng 10, 2014, Đại tướng John Sahan, nguyên là cố vấn trưởng của tiểu đoàn 2, trong trận bời lời đã gửi thư cho cựu đại tá Ngô Văn Định với nội dung như sau. Đại tá Định, khi tôi đang xem lại hồ sơ của mình để tìm kiếm thông tin mà anh yêu cầu, tôi đã tìm thấy một bức ảnh của toán thủy quân lục chiến Việt Nam đã giải cứu trung úy Bagerstock. Toán trưởng đã được trao tặng ngôi sao đằng và những người khác đã được trao tặng huy chương thành tích. Bức ảnh được chụp khoảng tháng 6 sau cuộc chiến. Bức ảnh được chụp khoảng tháng sau cuộc chiến. Tôi sẽ gửi cho anh một bản sao của bức ảnh vào sáng mai. Đại thương Joe và tiếp nhận cố vấn War xong, trở lại chiến trường, súng vẫn nổ. Hai đại đội 1 và đại đội 3 mới chỉ bám được vào bìa rừng tre, lưng quay ra bãi đáp. Với địa thế rừng rậm và tre gai, ta không tiến lên được mà địch cũng không thể xung phong. Nhưng súng phòng không có việc cộng thì bắn mạnh mỗi khi có trực thăng xuất hiện. Cho đến chiều tối, khi bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 2 cùng đại đội 4 biết là không thể xuống được, nên Đầu Sơn rất lo lắng và ra lệnh cho tôi là phối hợp với đại quý thương để phòng thủ đêm cho thật cẩn thận. Đồng thời, ông tiên liệu và yêu cầu tất cả phương tiện hỏa lực để yểm trợ cho cánh B khi cần thiết. Vì hướng tiến quân trước mặt là rừng tre gai rậm rạp, quân ta khó tiến thì địch cũng chỉ có thể len lỏi theo những kẽ hở của các bụi tre, chứ không thể tấn công xung phong. Còn mặt sau lưng là trảng trống, là bãi đáp trực thăng, không có chướng ngại vật ngăn cản. Đó mới là địa thế nguy hiểm cho việc phòng thủ đêm của ta và dễ dàng cho địch tấn công. Nhận định tình hình như thế, nên tôi đã phối hợp với đại quý thương cho phòng thủ thật cẩn thận mặt trống này, cho đào hố sâu, gài lựu đạn và mìn Claymore. Còn phía rừng tre gai, địch khó xung phong, nên chỉ cần gài lựu đạn và kiểm soát các đường tiến sát. Đêm xuống, mặt trận yên tĩnh, nhưng trung tá chiến đoàn trưởng chiến đoàn B Tôn Thất Soạn, trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Ngô Văn Định và đại quý ban 3 Đinh Xuân Lãm thay nhau quay CNC suốt đêm để theo dõi diễn tiến di chuyển và vị trí pháo kích của địch để báo động kịp thời cho hai đại đội đang ở dưới đất. Dựa vào địa thế, một mặt là rừng tre gai rậm rạp, mặt kia là bãi đáp trực thăng trống trải. Nếu tấn công đêm thì chúng chỉ có thể tấn công từ phía landing zone. Nên tôi đã bàn với thiếu tá cố vấn War thiết lập sẵn kế hoạch hỏa lực, nhất là hỏa lực của trực thăng võ trang Cobra, dọc theo trước tuyến phòng thủ phía landing zone. Gần về sáng, đúng như dự đoán, từ hướng landing zone, Việt Cộng đã bò vào tuyến phòng thủ của đại đội 1. Nhìn vào ống dòm và nhờ hỏa châu soi sáng, nên đại đội 1 đã kịp thời phát giác địch. Quân ta đã phân biệt được đâu là bóng cây bụi cỏ, đâu là bóng người đang bò tới. Tôi đã chỉ cho War thấy Việt Cộng đang bò đến, đồng thời báo hiệu thính viên hạ sĩ Nhất Thà thổi vào ống liên hợp 3 lần, là ám hiệu báo cho đại đội 3 và tiểu đoàn biết địch đã xuất hiện. Quân ta không bị bất ngờ mà đã sẵn sàng chờ địch. Khi chúng đến đúng tầm tác xạ thì tiếng mìn Claymore là lệnh khai hỏa. Tất cả súng và lựu đạn đồng loạt nổ. Bị mất yếu tố bất ngờ, Việt Cộng bị tấn công trước. Dưới ánh sáng hỏa châu, ngoài trảng trống, rất đông Việt Cộng di động như trống chạy. Vì đã tiên liệu trực thăng võ trang xuất hiện. Cố vấn Mỹ hướng dẫn Cobra cứ dọc theo sát tuyến phòng thủ của đại đội 1 và đại đội 3, mà xạ đại liên rocket khiến Việt Cộng không còn tấn công được nữa mà nằm chịu trận hoặc chạy trở lui vào bìa rừng phía bên kia trảng trống.
Xung phong không có việc cộng cũng không thấy tác xạ như chiều hôm trước. Nhờ tiên liệu đúng và hỏa lực yểm trợ kịp thời, nhất là trực thăng võ trang do cố vấn Mỹ điều động, khiến địch như tê liệt. Còn phòng tuyến của chúng tôi vẫn vững vàng, không có tử thương hay bị thương nào cho đến sáng khi dọn bãi đáp để cho bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 2, đại đội 4 xuống. Khi dọn bãi đáp, Hạ sĩ Nhất Thà, người mang máy của tôi, thấy cây B-40 nằm cách tuyến chừng 20 mét. Thà vội bỏ máy xuống chạy đến lượm cây B-40. Một tiếng nổ kinh hồn. Tên Việt Cộng tự sát bằng chất nổ mang theo. Xác Việt Cộng và xác Thà tan nát nằm sát bên nhau. Lệnh phải lục soát thật kỹ, lại một tràng AK bên hố bom sát tuyến. Hạ sĩ Tha cận vệ của trung úy đại đội phó là Lâm Tài Thạnh gục ngã. Tên Việt Cộng bắn Tha lặn xuống hố bom. Bùi Ngọc Đường thảy lựu đạn M26 và lôi hắn lên. Việt Cộng bất tỉnh vì tức hơi chứ không chết, bị ta bắt sống. Sự hy sinh của Hạ sĩ Nhất Tha và Hạ sĩ Tha vào buổi sáng ngay sát tuyến phòng thủ chứng tỏ Việt Cộng đã vào sát tuyến. Dự trù bất ngờ tấn công cánh B, nhưng chúng đã thất bại, đành nằm chịu trận trước hỏa lực của quân ta. Ngay cả khi cánh A đổ quân xuống landing zone, vẫn còn những Việt Cộng núp trong các bụi cỏ ngoài bãi đáp, vừa bắn vừa chạy vào bìa rừng. Khi tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến trừ đổ quân xong, súng vẫn còn nổ, chiến trận còn mờ khói súng. Thì Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn nhảy dù kiêm tư lệnh hành quân, đến thăm tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 hướng dẫn Trung tướng Đống đến thăm vị trí phòng thủ của đại đội 1. Xác Việt Cộng ngổn ngang trước tuyến đại đội 1. Ông đã tỏ lời khen ngợi tiểu đoàn 2 và nhất là cánh B. Ông cho biết chúng tôi đã đụng độ với Trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt mà không bị thiệt hại nhiều. Không những giữ vững được phòng tuyến mà còn khiến địch thiệt hại nặng nề. Ta hạ sát 75 tên Việt Cộng và nhiều vũ khí bị tịch thu. Sau khi lục soát tiếp tế tải thương và chiến lợi phẩm xong thì đã xế chiều, nên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cho lệnh đóng quân đêm ngay trong khu vực hành quân. Nhưng đến khoảng gần 5 giờ chiều thì tiểu đoàn 2 nhận được lệnh phải rời vị trí đóng quân ngay trước 5 giờ 30 chiều. Để B-52 đánh trải thảm vùng này. Đã gần 5 giờ chiều, Trung tá tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đại đội 1 và đại đội 2 di chuyển ngay, tiến song song. Khi ra khỏi vị trí đóng quân khoảng 500 mét, gặp rừng rậm, cây to, lại thấy hầm hố mới, dây điện thoại kéo ngang dọc. Trung đội 12, đại đội 1 đã chạm địch, bên đại đội 2 cũng nổ súng. Trung đội 12 có vài người bị thương và một tử thương chưa lấy xác được. Cả hai đại đội đều đụng. Trời sắp tối làm sao ra khỏi vùng trải thảm của B-52. Trời tối dần, di chuyển khó khăn. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đã trình với bộ chỉ huy chiến đoàn và cố vấn Mỹ biết để xin chuyển hướng B-52 đi nơi khác. Xin chuyển hướng B-52 đi nơi khác không dễ dàng gì, nhưng tiểu đoàn 2 cũng không thể vượt qua mục tiêu Việt Cộng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và các cố vấn Mỹ. Họ phải làm việc hết sức cấp bách và cương quyết, nên cuối cùng thượng cấp Mỹ Việt đã phải đồng ý chuyển hướng B-52 đi mục tiêu khác, và tiểu đoàn 2 tiếp tục được ở lại với chiến trường hiện đang có, tiếp tục nhiệm vụ trong vùng hành quân. Một lý do hết sức quan trọng và tế nhị mà B-52 phải chuyển hướng là sự sống còn của người Mỹ, còn các cố vấn Mỹ đi với tiểu đoàn 2. Vậy mà trong cuộc hành quân từ Cầu Khởi tới Bời Lời, chỉ trong 3 ngày 14-17 tháng 9 năm 69, đã có hai cố vấn đi với tôi bị thương, Wade và Joe, một tử thương, Moore. Ấy là chưa kể phi hành đoàn của chiếc trực thăng chở cố vấn Joe thả xuống vị trí của tôi đã bị bắn rơi, đủ chứng tỏ chiến trường không nhẹ nhàng gì, sự yểm trợ và hy sinh của đồng minh thật đáng trân trọng. Tóm lại, hai đại đội 1 và 3 của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã phải đương đầu với một trung đoàn Việt Cộng khiến chúng bị thiệt hại nặng. Đây là sự thật.
Kết quả đạt được phần lớn là do hỏa lực pháo binh và không quân. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tinh thần chiến đấu, bình tĩnh của quân nhân các cấp tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Sau trận này, quân kỳ tiểu đoàn 2 được gắn thêm nhành dương liễu thứ 7. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn anh Tô Văn Cấp và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.